Chào tất cả các bạn, đến với kênh trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng của kênh cầu chúc, mọi phước lành đến với tất cả chúng ta. Bạn có thể nghĩ rằng bạn hoàn toàn đơn độc. Và bạn không biết có rất nhiều người khác cũng đang trải qua điều tương tự. Mãi cho đến khi cường độ thức tỉnh của bạn dịu đi, bạn mới bắt đầu thấy sự cô đơn này đã phục vụ bạn như thế nào bạn bắt đầu nhận ra rằng sự cô đơn mà bạn đã trải qua thực sự có mục đích và nó có lời cho bạn theo nhiều cách trong chủ đề của video lần này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về mục đích của sự cô đơn thức tỉnh tâm linh và nó thực sự hỗ trợ chúng ta xa hơn trên con đường dẫn đến giác ngộ và cô đơn là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy rằng cuộc đời của chúng ta đã biến đổi hoàn toàn sự cô đơn làm thay đổi các mối quan hệ của chúng ta chính cảm giác cô đơn và cảm giác mà không ai khác có thể hiểu được đã điều chỉnh các vòng kết nối xã hội và điều kiện sống của chúng ta chính cảm giác cô đơn đòi hỏi chúng ta phải xem xét các mối quan hệ của mình với bạn bè người yêu hoặc đồng nghiệp và nhận ra ai không còn phù hợp với mình nữa điều này cho phép chúng ta tránh xa những ảnh hưởng tiêu cực và khuôn mẫu quan hệ độc hại để nhường chỗ cho những người hỗ trợ yêu thương nhân ái trong cuộc sống của chúng ta nó tạo ra không gian để vũ trụ lấp đầy khoảng trống với một người tương thích hơn và phù hợp với con người thật của chúng ta nếu những loại người đó chưa xuất hiện trong cuộc sống của bạn đừng mất hy vọng khi bạn xóa bỏ rung động của mình và trở nên phù hợp hơn họ sẽ bắt đầu xuất hiện sự cô đơn đưa chúng ta tập trung vào bên trong chúng ta đã dành phần lớn cuộc đời của mình để hướng ngoài ban đầu chúng ta có thể đã sống từ cái tôi và tập trung vào những thứ vật chất hơn chúng ta trông như thế nào chúng ta có bao nhiêu tiền địa vị xã hội nhưng những thứ này cuối cùng sẽ mờ dần hoặc vỡ vụn một cách không thể kiểm soát như đôi khi là trường hợp của sự thức tỉnh tâm linh chúng ta cũng đã được hướng ngoại để được hướng dẫn về con đường nên đi hoặc luôn nhìn vào những người khác để đưa ra quyết định của chúng ta tất cả đều thay đổi khi chúng ta trải qua sự cô đơn tất cả những khuôn mẫu cũ đã đeo bám trong suốt cuộc đời của chúng ta đều bị đánh bay khỏi chúng ta có thể là ngôi nhà lớn công việc của bạn hoặc những người trong cuộc sống của bạn mà bạn trở nên phụ thuộc vào tình cảm nghe có vẻ tàn nhẫn nhưng nó thực sự có một mục đích tuyệt vời khi chúng ta không còn có thể dựa vào những nguồn bên ngoài bản thân cuối cùng chúng ta cũng phải hướng nội và đó là nơi mà sự chuyển đổi thực sự bắt đầu đó là những gì đưa chúng ta từ phụ thuộc đến hoàn toàn độc lập đứng trong quyền lực của mình thể hiện đầy đủ năng khiếu của mình và thực hiện đam mê và mục đích lớn nhất của mình điều đó không thể xảy ra trừ khi bạn tìm thấy chính mình và khám phá ra tất cả những điểm mạnh tuyệt vời mà bạn có bên trong mình đừng lo lắng nếu những đức tính đó chưa thể hiện ra ngoài chúng sẽ xảy ra sự cô đơn đánh thức sự thật về thần tính của chúng ta cuối cùng khi bạn giải phóng tất cả những khuôn mẫu cũ mà bạn từng dựa vào cuối cùng bạn cũng hướng vào trong và khi bạn hướng vào trong bạn bắt đầu nhớ ra sự thật về con người thật của mình điều đó tự nó có thể khai quật một cảm giác cô đơn khác cô đơn của tâm hồn đây là nơi chúng ta bắt đầu nhận ra rằng trái đất không phải là ngôi nhà thực sự của chúng ta chúng ta có cảm giác rằng nhà ở một nơi khác chúng ta bắt đầu nhớ nhà bởi vì linh hồn của chúng ta đã thức tỉnh để đủ nhận thức về cấp độ vật chất này nhận thức này đặt câu hỏi về tâm hồn của chúng ta tại sao tôi lại đến đây và làm thế nào tôi có thể về nhà sự khao khát này khiến chúng ta nhận thức rõ hơn rằng chúng ta hoàn toàn không thuộc về thế giới này và nó có thể gây ra một số nỗi đau hoặc nỗi buồn thực sự ở cấp độ tâm hồn và nó thực sự rất đau để được đánh thức hoàn toàn bạn cần phải biết đầy đủ về bạn và bạn không thể hoàn toàn biết về bạn nếu không nhận thức được tất cả những phần thiêng liêng tuyệt vời tạo nên tổng thể hãy yên tâm rằng nỗi đau sẽ tan biến và cuối cùng được thay thế bằng ý thức mạnh mẽ về mục đích trí tuệ và sức mạnh của bạn trên trái đất sau khi cảm thấy cô đơn bị hiểu lầm và không thể kết nối với những người xung quanh mình bạn bắt đầu hướng nội và khi hướng nội bạn tìm thấy các kết nối trên một bình diện hoàn toàn khác chính sự cô đơn này đã rút bạn khỏi thế giới vật chất và buộc bạn phải đánh thức trực giác của mình và kết nối lại với tinh thần đôi khi cuộc sống quá thoải mái chúng ta ngại thay đổi nếu chúng ta có nhiều nguồn lực trong thế giới vật chất chúng ta có xu hướng không cảm thấy cần kết nối nhiều với thế giới tâm linh nhưng khi bắt đầu cảm thấy rằng không ai ở đây trong thế giới vật chất có thể giúp đỡ chúng ta chúng ta bắt đầu tìm kiếm sự giúp đỡ điều này xảy ra tự động và thường là lúc chúng ta bắt đầu nhận thấy sự đồng bộ có ý nghĩa, nhận được các dấu hiệu và thông điệp, cảm nhận sự hiện diện, kết nối với các hướng dẫn tinh thần. Sự cô đơn thức tỉnh tâm linh giúp chúng ta giải phóng hệ thống niềm tin 3D hạn chế. Đó chính xác là những gì chúng ta cần phải từ bỏ để trải nghiệm thực tế 5D. Đương nhiên, có mặt trên trái đất qua nhiều thời đại năng lượng đã cực kỳ dày đặc chúng ta đã bị tổn thương trong suốt cuộc đời đây là những hệ thống niềm tin phổ biến là kết quả của các kiếp sống may mắn là những hệ thống niềm tin hạn chế này đang được phát hành chỉ đơn giản bằng cách nhận thức được những cảm giác hoặc suy nghĩ này chúng ta đang trong quá trình thừa nhận nhận ra và giải phóng chúng một lần và mãi mãi cô đơn có cần thiết để thức tỉnh hay không chúng ta đã biết mục đích của sự cô đơn như một phần của sự thăng thiên tất cả chúng ta đều có thể thấy những cách cụ thể mà nó mang lại lợi ích cho chúng ta và xúc tác cho những thay đổi quan trọng làm biến đổi chúng ta bên trong nó không thực sự cần thiết sự cô đơn có thể tạo ra nhiều thay đổi mạnh mẽ khi chúng ta đi trên con đường thức tỉnh nhưng bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng thực sự không cần thiết phải cảm thấy như vậy cô đơn chỉ là một nhận thức bản thân nó là một hệ thống niềm tin và nó là một hệ thống mà tất cả chúng ta vốn có lý do chúng ta đang trải qua sự cô đơn hoặc bất kỳ cảm giác khủng khiếp nào khác là vì ở đâu đó sâu thẳm trong tâm hồn chúng ta tin vào điều đó và chúng ta tin vào điều đó bởi vì chúng ta đã trải nghiệm điều đó trong tiền kiếp đó là sự tích lũy của tất cả những lần chúng ta đã bị từ chối bị loại bỏ hoặc bị chế giễu và chính việc chúng ta vẫn đang mang những vết thương trong quá khứ khiến cho chúng ta có những rung động như bây giờ chúng ta cảm thấy cô đơn bởi vì chúng ta cảm thấy cô đơn khi đó và chúng ta vẫn mang theo sự cô đơn đó bên mình ở mọi nơi chúng ta đi và trong mọi việc chúng ta làm may mắn là thực tế là bạn đang trải qua sự cô đơn có nghĩa là bạn đang chữa lành nó có nghĩa là các vấn đề cũ đang nổi lên để được cảm nhận nó có nghĩa là bạn đang khai thác tiền kiếp của mình có nghĩa là mặc dù rất đau bạn đang chữa lành tâm hồn của mình nó có nghĩa là bạn đang đi đúng hướng trong hành trình thức tỉnh tâm linh bất kể nó có thể cô đơn hay thử thách đến đâu nó có nghĩa là bạn đang làm rất tốt vậy làm thế nào để chúng ta lấy lại sự cân bằng trong giai đoạn này sau đây là một số cách hữu ích để bạn đối diện với sự cô đơn tinh thần thứ nhất bản thân thực tại chỉ là một vở kịch trong ý thức tất cả chỉ là một giấc mơ bạn đang mơ ngay bây giờ bạn không mơ với ý nghĩa rằng cơ thể bạn đang ngủ nhưng bạn đang mơ với ý nghĩa rằng khi bạn chết bạn sẽ thức dậy ở một không gian mới bạn sẽ nhận ra rằng cuộc sống và cuộc hành trình của bạn đều là một vở kịch lớn được thiết lập để bạn có thể phát triển như một linh hồn có được quan điểm như thế này thực sự giúp đối phó với sự cô đơn vì nó cho phép ghi nhớ rằng cuộc sống của chúng ta là biểu hiện của ý thức và là dự báo về sự sáng tạo của chúng ta đừng quá coi trọng mọi thứ học từ giấc mơ lắng nghe giấc mơ và khám phá giấc mơ nhưng đừng để nội dung của giấc mơ cản trở bạn thứ hai hoạt động từ tình yêu hơn là sợ hãi đừng để những suy nghĩ như là tôi sẽ luôn cô đơn tôi sẽ không bao giờ tìm được một nhóm bạn tốt hoặc là tôi sẽ không bao giờ có người mà tôi có thể chia sẻ chi phối ý thức của bạn việc đưa ra quyết định vì sợ hãi thực sự đẩy những thứ chúng ta muốn ra khỏi chúng ta ví dụ nếu chúng ta sợ cô đơn chúng ta thực sự thu hút thêm sự cô đơn vào cuộc sống của mình liệu có ai thực sự bị thu hút mạnh mẽ vào một trường năng lượng của sự sợ hãi và tự thương hại hoạt động từ một không gian tự tin và yêu bản thân và bạn có thể thu hút những điều tốt đẹp vào cuộc sống của mình khi bạn cho phép nỗi sợ hãi là cảm giác chi phối của mình bạn đang nói với vũ trụ rằng bạn chưa sẵn sàng để bước vào sự vĩ đại thứ ba đi theo dòng chảy không cần phải vội vàng và không cần cố gắng giành chiến thắng bằng mọi cách đôi khi chúng ta tự gây ra cho mình sự lo lắng bằng cách giữ mình trước những kỳ vọng mà xã hội đặt ra cho chúng ta học cách buông bỏ hoàn toàn và thư giãn sẽ là một trong những điều tốt nhất bạn có thể làm để tạo ra một cuộc sống hạnh phúc cho chính mình làm theo trực giác của bạn và làm những điều tự nhiên đến với bạn cuộc sống là những chuyến đi làm việc với vũ trụ làm theo trái tim của bạn thứ tư hãy luôn nhớ rằng có rất nhiều người có tâm hồn ở ngoài kia đừng nản lòng nếu bạn vẫn chưa tìm thấy bất kỳ thứ gì trong môi trường xung quanh mình hãy hành động theo hướng lối sống mà bạn muốn và kết nối với vũ trụ để vũ trụ có thể tạo ra sự đồng bộ cho bạn bạn có thể tham gia một lớp học yoga tham gia vào một cộng đồng tâm linh để có sự trải nghiệm và đồng cảm giữ tất cả các cánh cửa của bạn luôn mở không có gì lạ khi cảm thấy đơn độc trong xã hội của chúng ta đặc biệt nếu bạn có quan điểm và niềm tin khác đừng cảm thấy tồi tệ cho chính mình từ thương hại là vô ích cảm thấy tự hào rằng bạn có đủ can đảm để là chính mình cảm thấy vui mừng rằng miễn là bạn còn vẹn toàn bạn sẽ chỉ có những mối quan hệ đáng kinh ngạc kể từ đây trở đi bạn được yêu mến và có hàng triệu người khác cũng cảm thấy như bạn nhưng điều quan trọng cần làm khi bạn cảm thấy cô đơn là thay đổi quan điểm của mình hoạt động từ tình yêu tự hào về bản thân vì con người thật của bạn và tin tưởng rằng vũ trụ sẽ cung cấp cho bạn hệ thống hỗ trợ khi bạn cần nếu bạn sẵn sàng bước ra ngoài vùng an toàn của bạn để biến những kết nối đó thành hiện thực các bạn có thể kết nối trực tiếp với quốc anh qua fanpage và qua zalo mà quốc anh có đính kèm bên dưới mỗi video ngoài ra các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn quốc anh trân trọng những cảm xúc đến từ tất cả các bạn quốc anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn chào tạm biệt và hẹn gặp lại